người trong vùng gọi là núi Sàng. Khu vực núi này thuộc tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Bây giờ, từ lưng chừng núi trở xuống, chẳng còn khoảnh đất nào còn trống. Tất cả đều được xây nhà ở. Với những người nhiều năm sống ở đây như ông Cử, điều thay đổi dễ thấy nhất ở núi Sàng chính là càng về sau, càng có nhiều gia đình đến đây sinh sống. Càng ngày càng đông thêm. Thì ở đây gần như là hết đất rồi. Cái người ta đang xây dựng ở trên núi, cái villa trên núi kìa. Dù rằng chưa xảy ra sạt lở ở núi Sàng, nhưng điều đó không có nghĩa cuộc sống của những hộ gia đình nơi đây là an toàn. Thế nhưng, một điều khó hiểu, mới đây, ngay tại núi Sàng, các cơ quan chức năng phát hiện những trường hợp xây dựng trái phép. Núi được xây kè ta luy, đường lên núi được mở rộng, đất núi có dấu hiệu san ủi, phân lô. Phường cũng đã lập cái hồ sơ để xử lý tại địa phương, cũng như là trình tiếp tục cho thành phố tiếp tục xử lý. Và họ cũng có cái cam kết không có phát sinh vấn đề xây dựng hoặc các hoạt động nào khác. Nếu không ngăn chặn kịp thời, rất có thể sẽ xuất hiện thêm khu dân cư trái phép như những gì từng xảy ra ở Nha Trang. Kiểm tra mới đây của các cơ quan chức năng, có đến 7 khu dân cư tự phát được hình thành trong vòng 20 năm qua ở Nha Trang. Nhiều khu dân cư đang là điểm nóng về nguy cơ sạt lở núi. Lâu nay thì người dân là xây dựng trên cái vùng đất lâm nghiệp không có giấy phép xây dựng, và cái nền đất địa chất nó rất yếu, cho nên là theo chỉ đạo của tỉnh cũng như là của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh là những cái khu vực này là đảm bảo là không được xây dựng lại. Điều đáng lo ngại, trong khi những khu dân cư hình thành tự phát trước đây chưa có hướng xử lý, thì lúc này ở Nha Trang lại tiếp tục có những trường hợp xây dựng trái phép trên đất núi. Ngăn chặn ngay từ đầu những trường hợp xây dựng trái phép, cư trú tự phát, bởi thế đang là yêu cầu bức bách ở Nha Trang.